Một cái câu hỏi về an sinh đây. Dạ, chắc anh Linh cứ đọc an Dạ. sinh đi. Dạ. Trong xóm trọ của tụi em có nhiều người bị mất việc 3 tháng nay, tất cả là rất khó khăn. Tụi em xem livestream bữa trước nghe lãnh đạo nói sắp có gói hỗ trợ thứ ba. Xin hỏi bao giờ thành phố phát tiền trợ cấp này cho những người khó khăn như tụi em? Xin hãy làm đúng như tiêu chí như là bác Hoang nói là bất cứ ai mất việc, không có thu nhập, thật sự khó khăn Covid thì đều được hỗ trợ, không phân biệt thường trú hay là tạm trú. Tụi em ở đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh. Thật ra câu này là đại diện của rất Rất là nhiều nhiều. câu. Cũng xin hỏi đồng chí phó chủ tịch ủy ban thành phố là hiện nay chúng ta vẫn còn phát cái gói 1,5 triệu cho bà con hay không? Hôm trước là mình nói là 5 tháng 9 là hết, rồi tới 6 tháng 9 là hết, rồi tới bây giờ rất là nhiều người vẫn chưa nhận được cái hỗ trợ đó. Chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền thành phố làm sao có thể giúp cái gói 1,5 triệu đó càng nhanh càng tốt, nếu còn thì phát liền cho người ta luôn, rồi để mình chuẩn bị đến gói thứ ba. Nghe thành phố nói có gói thứ ba nữa thì gói thứ ba thì Linh nghĩ rằng là cũng phải phát thật nhanh, bởi vì gói trước là mình phát cho 6 nhóm, gói thứ hai là mình phát cho từng hộ gia đình, bây giờ gói thứ ba như hôm trước của Linh cũng nói với các đồng chí chính quyền rồi thì bây giờ mình sẽ tính tới đầu người đi, bây giờ phát hộ rồi một hộ có mấy Khó người, tính. 5-10 người cũng khó cho người ta, mà trong đó rủ 10 người thì sao? Vậy thì có đồng chí phó chủ tịch hãy nói với bà con xem sắp tới mình hỗ trợ từng người hay là từng hộ hay là từng nhóm. Xin chia sẻ với bà con cô bác những cái người bị khó khăn. Nói nôm na là chúng ta có thể đứt đứt bữa đó, đứt bữa bị mất việc làm, bị không có thu nhập, rồi bị công việc bây giờ ta đi làm bây giờ xưởng hãy đóng. Rồi chúng ta cái điều kiện cái thành phố Hồ Chí Minh thì cũng phải bà con cô bác cũng mong là bà con cô bác chia sẻ là chúng tôi cũng không lường hết được là nó khó dữ vậy với cái đại dịch này. Và ngay cả ban chỉ đạo mà chúng tôi cũng nói là hết sức là đó cũng là lý do tại sao chúng tôi hơi thận trọng một tí ở trong cái giai đoạn về về từ 16 tháng 9 tới 30 tháng 9. Và thành phố đã có gói hỗ trợ thứ nhất và gói hỗ trợ thứ hai. Quyền Linh hỏi rất là đúng. Thì thành phố hiện nay đang ban đầu thì chúng tôi cũng cố gắng là hỗ trợ để trả chi trả gói thứ hai cho nó hết khoảng tới 6 tháng 9. Thì hiện nay nó cũng còn đâu đó nó cũng còn chưa hoàn tất thì thành phố sẽ nỗ lực là chi trả cho nó hết. Số chính xác thì tôi không có số liệu ở đây, nhưng mà sẽ cố gắng là trong vòng mà 1-2 ngày nữa là phải đảm bảo. Nói nôm na dùng cái từ mà Nam Bộ mình hay xài là nó vét lại hết để không có Cái bị dù mà sót đó hả, hay sót là tôi hay nói là vẫn còn sót vẫn đó, còn sót. làm sao đừng cho sót nữa, hỗ trợ hết cái sót đó để cho mình cũng đỡ sót luôn. Thì khi đi ở các đặc biệt ở các huyện các xã thị trấn thì nó hơi gặp khó khăn. Liên quan đến cái gói hỗ trợ tiếp theo thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gói hỗ trợ thứ ba. Về cái đối tượng thì đúng như Quyền Linh nói rồi, là không phân biệt là người tạm trú hay là người thường Thường trú hay trú hay là công nhân đến làm. Chúng ta cứ mất việc là chúng ta thực hiện, và kể cả những cái người mà tức là gì tức là khó khăn phụ thuộc đi được theo phụ thuộc đi theo luôn, tức là là lít trong con gia con đình cái nè, lít người lớn tuổi người lớn tuổi nè, thì có được cái gói đó không? hai cũng 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 được tham gia cái đó. Và lần này thì tính theo là đầu người á, tính theo người chi tiết thì anh Hoang đồng chí Võ Hoang phó chủ tịch như bạn gì có nói là đúng như bác Hoang nói đó, là anh Hoang phó chủ tịch sẽ là người chịu trách nhiệm cái tổ an sinh này. Chi tiết thì cũng tương tự như tôi cũng báo cáo ở trên, là ngày mai thì ban sẽ đạo ủy ban đã báo cáo thường vụ rồi, sẽ báo cáo cho ban chấp hành về cái nội dung này, sau khi được thông qua chúng ta sẽ triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm ở hai cái đợt trước, những cái vấn đề gì chưa có hoàn hảo thì chúng ta sẽ tính toán vào đây làm sao để nó tốt nhất. Về phương thức trả thì thực ra chúng tôi rất muốn trả theo đưa qua tài khoản hay là cái ví thanh toán, nhưng mà ở nơi có những cái nơi thì đáp ứng được, nhưng mà có những nơi ở xã và thị trấn Thì khó. các bạn đi thấy rất là khó. Tôi đặt vấn đề đó khi trực tuyến họp với các huyện ở các vùng vùng xã thị trấn, thì họ đặt vấn đề là có khi anh phải song trùng hai phương thức, có cái thì chúng ta trả theo theo hình thức là trả tài khoản, giống như bấm nút một cái là bà con nhận được tiền, và có cái thì chúng ta lại phải chi trả. Và lần này rút kinh nghiệm thì thành phố sẽ tính toán lại cái thiệu này. Cũng có nhiều người góp ý đó, giờ tôi cứ chuyển vô tài khoản đi, Đưa tiền mặt vậy ha. đưa tiền mặt luôn để cho khỏi có qua cũng áp lực cho tổ trưởng của tội nghiệp, tổ trưởng tội nghiệp cho phường xã,
thôi mình tính cách nào nếu mà có cái ứng dụng đó đồng chí, mình chuyển vô cái ứng dụng đó, mình lên ứng dụng mình biết ai nhận ai chưa nhận liền, vậy thì chắc không có sót được rồi, rồi mình chuyển khoản luôn. Nếu mà làm được thì quá tốt, nhưng cái khó khăn này đồng chí Lê Huỳnh có nói rằng là nhiều huyện vẫn chưa có những cái thẻ người có thẻ ATM thì hôm nay cũng là cái khó. Nhưng mà cái nhân đây em thấy rất nhiều bạn đang đặt câu hỏi, bà con là hỏi là anh Bình có thể trả lời được là bao giờ cái gói 3 này sẽ dự kiến là sẽ có được đến tay người dân. Như tôi nói nó có hai cái vấn đề mà thành phố sẽ phải, một mặt là thành phố sẽ tính kiến nghị những cái hỗ trợ từ trung ương, một mặt là thành phố sẽ tính toán cái nguồn ngân sách của thành phố. Thì có lẽ cũng sau khi được ban chấp hành đảng bộ thông qua thì thành phố sẽ tính toán chi trả là hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Khoảng bao lâu anh? Trong tháng 9 này. Trong tháng 9. Và hỗ trợ trong bao lâu anh? Bao nhiêu dự kiến thì trong cái kế hoạch dự kiến mà chúng tôi sẽ báo cáo cho ban chấp hành vào ngày mai đó, và chiều ngày mai là 2 tháng. Tức là ngoài cái gói hỗ trợ bằng tiền thì có cái 2 triệu cái túi an sinh đó, thêm 2 triệu lương sinh nữa. Nhưng mà là cái gói 1 triệu rưỡi kia vẫn còn. Vẫn còn và cố cái số tiền quyền. Cái số tiền hỗ trợ thì sẽ cụ thể thì sẽ có cái báo cáo cụ thể sau. Nhưng mà cái thời gian thì dự kiến là khoảng 2 tháng. Như là như vậy chưa chắc là đảm là 1 triệu rưỡi, bây giờ đang tính lại. Không, cái gói 1 triệu rưỡi mà đang triệu rưỡi thì sẽ thực hiện để làm sao mà quét đó cho nó sót lại đó. Làm sao để trước ngày 15 tháng 9, tức là ngày mai. Ngày mai là phải xong hết. Mà nếu mà nó còn ở cận thì bà con cô bác cứ phản ánh thì để cho xã phường rồi các tổ dân phố với người ta trả sẽ xong. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có những câu hỏi về an sinh. Một câu hỏi nữa là cho em hỏi bao giờ các đội thiện nguyện được hoạt động trở lại? Em tham gia vào bếp từ thiện sau ngày 15 tháng 9 có được hoạt động lại hay không ạ? Đội thiện nguyện thì đã gọi là làm thiện nguyện thì chúng ta làm nó phải có tổ chức. Làm thiện nguyện thì phải đem lại, đầu tiên cũng phải đảm bảo được cho cái an toàn của mình nữa. Làm thiện nguyện thì các anh chị có thể liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là chúng ta sẽ được hướng dẫn thực hiện. Và hướng dẫn thực hiện đi để có cái giấy đi đường đó, cái đi đường để thực hiện theo cái cung đường nào. Ví dụ như là chúng ta phục vụ cho các cái bếp ăn thì trước giờ bao nhiêu, cung giờ mới đi. Chứ tránh trường hợp là khi ta làm thiện nguyện là chúng ta lại bị kiểm tra, lại bị xử lý thì nó rất là khổ sở chúng ta. Chúng ta là một cái việc nghĩa cử, chúng ta sẵn sàng hy sinh, chúng ta đóng góp để cứu người. Như đồng chí Bí thư Thành ủy rất là nhiều lần gọi tôi, cái chuyện rất đơn giản thôi. Anh Bình ơi, sắp xếp làm sao mà những bác sĩ ở trên Đà Lạt người ta muốn xuống đây người ta đi người ta chữa bệnh mà ta bưng mấy cái bình oxy đấy. Bị oxy là một đã được công nhận là một liều thuốc thần dược để cứu chữa bệnh nhân Covid. Vậy thì không có oxy tới các cái F0 ở tại các khu phố thì làm sao? Chúng ta có điều những cái chỗ đó thì chúng ta chỉ có thể đi bằng ôm và chạy thôi, thậm chí là đi bằng xe máy. Thì chúng tôi cũng xử lý theo cái hướng là có tổ chức để làm sao để đi mà đi cho nó ngay ngắn, hay dùng cái từ là ngay ngắn mà không có bị. Tới làm thiện nguyện đi cứu người lại bị anh Quyền Linh hay anh Hòa Bình ra là anh không được đi, anh thế này thậm chí là còn bị xử lý nữa. Thì bạn cũng sẽ liên hệ với Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố thì sẽ được hướng dẫn để thực hiện cái này. Đơn giản là đi phải có giấy tờ. Điều giấy tờ, phải có tổ chức, phải có cung đường, có vị trí, an toàn. Và có những cái ký hiệu để chúng ta lưu thông vào trên đường.